Tết này bà có ăn Tết cùng gia đình? Em sẽ ở lại thành phố làm thêm để có tiền đóng học phí, phụ giúp ba mẹ ở quê phần nào. Mọi người làm ăn xa quê đã mấy năm rồi, ai cũng thèm lắm cái Tết Việt Nam. Con vẫn luôn tự hào với biết bao điểm đến vào dịp Tết, nhưng giờ nó thật vô nghĩa vì chẳng có Tết nào con được ở cùng ba mẹ nữa. Quá muộn rồi. Nhìn mọi người về quê ăn Tết nhiều lúc cũng chạnh lòng, nhưng công việc mà, chú về thì ai đưa mọi người về đây? Vì hoàn cảnh, nhiều người không thể đón Tết bên gia đình. Hãy trân trọng khoảnh khắc sum họp khi còn có thể, cùng Hết Đêm về nhà đón Tết gia đình trên hết.